Xin chào, hôm nay về được có vài món tính lên để ngày mai lên nha. Quay chạy vô buồn thôi, là cái túi đựng đồ nghề mới 100%, còn tem mạc đây ha, chưa có sử dụng. Nếu mà ở trong này thì đựng được kìm nè, đựng được mấy cái kìm nè, búa nè, đồ nghề, cờ lê, mỏ lết đồ gì đó ha. Rồi bên đây dắt cái viết thử điện. Bên đây dắt cái dao, cái thước gì đó thì để xỏ xuyên qua cái quần. Mới nha, Gorilla hiệu con King Kong. Cái thứ hai nữa về ba viên đá mài. Bên này thì nó dài đây nè, nó có thông số này lên luôn bên. Cái này nó là viên 1250, hai mặt, hãng King, Nhật Bản nha. Đây bằng cái này chưa khui luôn á, để khui ra thử á. Cái gì mai đi, mai về thêm ít đồ để em lên luôn cho anh em ha. Quay cho anh em xem cho vui thôi. Tại có mấy anh em hỏi đá mài đó. Như đây này. Đợi em xíu nha, em mở nó ra. Rồi đây. Đây là viên đá mài King K80 mà anh chập bằng. Nó gồm hai miếng. Đó, một mặt đây thì 250. Mặt đây là 1000. Mới 100% chưa sử dụng nha. Viên này nó bán 550.000 viên nha anh em. Đó, 550.000 viên. Nó có kích thước nó luôn, đâu rồi? Nó có ghi kích thước nó đâu đây nè. Đây nè, kích thước nó này ha. 205 nhân cho 50 nhân cho 25. Nghĩa là nó dài 205. Nó rộng 5 phân và nó cao 2 phân rưỡi. Đó là được 3 cục. Được 3 cục. Cái này là cái gì? Không biết không? Cái này được một hộp vòi rửa cây, vòi tưới cây Kakudai của Nhật mới 100% chưa sử dụng nha, còn nằm trong hộp đó. Vòi tưới cây Kakudai được 1, 2, 4, 6 cái ha, 6 cái Kakudai. Mai đi, mai sẽ đăng bán với lại một số đồ nữa. Đồ của anh em thì đi hết rồi ha. Đó. Đá mài mới nha, 100% chưa sử dụng, một mặt. Rồi như đó, cái dòi xịt này mới 100%, nó làm bằng đồng thau á nha anh em, nó rất là nặng nha, nó 250g một cái á. Rồi mai em lên đồ nghề, hôm nay có đồ nghề mà chưa có thời gian dọn nha.